Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán đằng thầy lợi nha các bạn. Ngày hôm nay mình nói về trung bình cộng có lời văn. Khi các bạn gặp bài toán mà liên quan đến trung bình cộng có lời văn thì các bạn nghĩ ngay bước đầu tiên đó là tính tổng giúp lợi. Tổng sẽ bằng trung bình cộng nhân cho số các số hạng. Ví dụ như trung bình cộng của chiều dài nè, chiều rộng nè, vậy có mấy chiều ạ? Hai chiều, vậy số các số hạng chính là 2. Ok chưa ạ? Rồi, bắt đầu mình tính chỗ đó trước. Rồi. Chiều dài số gọi là tổng chiều dài và tổng chiều dài và chiều rộng và chiều rộng hình chữ nhật là hình chữ nhật là ta lấy trung bình cộng là 16 nhân cho số hạng là 2, vậy ra 32 đơn vị là mét. Ok chưa ạ? Rồi, vậy mình đã có tổng nháp nha các bạn. Đây là bước làm nháp nè. Ta có chiều dài nè cộng chiều rộng là bao nhiêu ạ? 32. Được chưa ạ? Tiếp theo biết nè, chiều dài hơn chiều rộng, vậy cho thấy chiều dài dài hơn chiều rộng bao nhiêu ạ? 12. Thì ta lấy thằng dài nè trừ thằng rộng nè sẽ bằng đúng với cái số hơn kém. Vậy các bạn lại quay về dạng gì ạ? Tổng nè, hiệu nè, chiều dài là số hạng thứ nhất, chiều rộng là số hạng thứ hai. Vậy muốn tìm số hạng thứ nhất, ta lấy tổng cộng hiệu tất cả chia 2. Muốn tìm số hạng thứ hai chính là chiều rộng đó, ta lấy tổng trừ hiệu tất cả chia 2. Rồi, vậy các bạn chỉ cần áp dụng công thức tính chiều dài hình chữ nhật là tổng 30 32 cộng hiệu 12 tất cả chia 2. Rồi, phép tính các bạn làm trong ngoặc rồi tới phép chia ra kết quả bằng bao nhiêu, các bạn comment kết quả ở phía dưới giúp lợi. Tương tự chiều rộng hình chữ nhật là ta lấy tổng 32 trừ đi hiệu 12 tất cả chia 2 bằng bao nhiêu, comment kết quả ở phía dưới giúp lợi. Khi đã có chiều dài và chiều rộng thì các bạn sẽ tính được diện tích hình chữ nhật là diện tích hình chữ nhật sẽ ba lấy dài nhân rộng, được chưa ạ? Dài nhân rộng ra kết quả bao nhiêu, các bạn hãy comment kết quả ở phía dưới giúp lợi nha các bạn. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lợi để lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.